Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các quay lại YouTube của hàng bác gì ạ. Tiếp tục clip hôm nay thì em lên cho bác một em máy rửa bát nhé. Con này NB TM5 các bác nhé. Đấy, hình thức khá là ok này. Đấy, thành bát khá đẹp các bác nhé. Đây, nhà em đang để test dọn này. Đấy. Con này đời 2012 các bác này, 2012 nhé. Ừ. Trái phải này. Đấy. 2012 các bác nhé. Đó. NBTM5 này, điện 100V nhé, công suất của nó là 1180W nhé, khi mà rửa nó chỉ có 65W đến 80W thôi, rất là tiết kiệm của bác nhé. Đấy, đây cái này có một tí các bác này, nói chung là không thành vấn đề. Em mời bác xem, cái dòng này thì nó là mở cửa ngang, các bác nhé, mở cửa ngang, thế nó không tốn diện tích, nó không như thằng dòng TR nhé, TR thì nó sẽ mở, nó bừa lên trên này, đây nó sẽ mở cửa ngang, đấy. Khá là đẹp các bác nhé. Đây, nhằm đang chất dọn này. Doang chiếc của nó này, bàn lề cửa này. Cánh khá là đẹp nhé. Đây, doang đây. Doang còn dày nguyên luôn này các bác này. Còn trên nhé. Đó. Xanh ngắt luôn các bác nhé. Đấy. Đây này. Nói chung là hai cửa nó khá là đều. Đây nhé, úp bát thoải mái đây. Đây các bác nhé. Đó. Tay quay của nó các bác này. Tay quay của nó sạch sẽ nhé. Sạch sẽ này, không có đóng bẩn đi nào đâu các bác, đây bẩn này rác cơm ra rồi, rác cơm lên bát nhâm rửa ra rồi, đây các bác rửa thực tế các bác nhé, khá là sạch rồi đấy, này sạch bong luôn này, còn rất là thích, úp hết được qua này các bác này, đây nhá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 này, đấy, 6 cái bát chưa kể bên trên này úp được này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái các bác nhé. Đấy, đây còn chưa kể là chén đĩa này, bát to các kiểu nhé, đĩa này. Con này rộng lắm, các bác xếp nhiều, các bác xếp tầm 3-40 món thoải mái nhá. Đấy. Thì con này em bán với giá là 5 triệu các bác nhá. Bác nào xuất hàng thì vào liên hệ với em nhá, 0983 3975 giúp em với. Đây này. Đây em có đây em cắt điện cho các bác xem. Để cắm điện với nhá. Đó. Có rửa 80 phút, có rửa nhiệt độ đến 80 độ C này. Đấy, rửa mạnh này. Rửa tốc độ nhanh này. Rửa tiêu chuẩn đây. Đây rửa lượng ít này, rửa tiêu chuẩn này. Sấy đến 60 phút các bác nhá. Đó. Sấy này, sấy này. 60 phút để các bác nhá. Thì bác nào chỗ nào có nào cái này thì vui lòng hệ với em nhé, 0983 3975 giúp em với. Em chào các bác nhé, hẹn các bác clip tiếp theo ạ.